cha thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ thành công. Vì cuộc sống có lúc khó khăn, con hiểu không? Cha đã cố cất hết muộn phiền, cả lời yêu thương. Vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha. Hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Đến một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Bây giờ nói gì? Em nói chị Phương chết rồi. Tao hỏi lại mày giờ nói gì? Anh Tùng ơi, Chị Phương chết rồi. Đừng có lâu. Anh Tùng, em là thằng em của anh. Có bao giờ em dám nói láo trước mặt anh không? Anh phải tin em chứ. Chị Phương chết rồi. Không thể nào. Không thể nào. Bao nhiêu năm nay tao liều mạng rồi ở tù. Là vì ai? Tao hy vọng cái gì? Tại sao lại bắt cô chết? À? Anh bình tĩnh nên Tùng. Không thể nào. Anh Tùng. Đại ca mà xô đàn em vô nồi lẩu. Em nói thiệt cái chị, hồi nãy cũng may là nồi lẩu không có cháy á, phật lửa cái là anh Hào thành nồi lẩu luôn rồi. Lẩu Hào thiệt, đã đang tức rồi giờ cũng tức thêm nữa, thiệt chán dễ sợ. Mày tức gì hả? Hả, hai người lại bèm gì hả? Tôi chết rồi hả? Còn mày nữa Thắng, khỏi dọn gì hết, về con Tùng sau qua báo tôi biết. Ở lại dọn. Đi về. Ở lại dọn. Đi về. Ở đây dọn. Đi về. Đi về. Anh em về. Chào chị em về. Em không muốn anh giao du với loại người đó nữa. Ăn nói cho đàng hoàng vô một chút. Anh Tùng hồi xưa là ân nhân của mình. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Em không muốn anh đưa tiền cho người ta nữa. Anh nói biết nha, có những thứ tiền bạc không thể nào mua được. Đúng. Ví dụ bây giờ nè, nửa đêm nửa hôm, có tiền cũng không mướn người ta dọn được nữa. Giờ này không được nghỉ ngơi, đi dọn dẹp. Bữa nay là phá quán, lần sau á là đốt quán. Quán này dễ cháy lắm à. Em bớt suy diễn đi. Còn em làm không được á, vô ngủ. Một mình nó làm. Anh đừng có đánh trống lảng. Anh đánh trống lảng cái gì hả? Bây giờ anh kêu em đi ngủ. Đi ngủ. Mặc kệ anh.
Đại ca, sau khi anh bị bắt á, đại ca cũng bị bắt theo luôn. Tổ chức mình chỉ tồn tại được một tháng, sau đó cũng bị tan rã. Giờ còn cho tiền 1 tỷ. Đại ca giữ đúng lời hứa với anh, trao ngay số tiền trong thằng đàn em mang đến cho chị Phương. Chị, tại sao Phương chết? Nếu như có số tiền 1 tỷ, quay đáp hậu tục cho bà. Cái này thì em không biết, nhưng mà em biết á, một thời gian chỉ đi thăm anh, anh không chịu gặp mặt chị, rồi chỉ về chỉ quen với một người khác, sau đó dọn qua ở chung với người ta luôn. Thằng đó tên gì? Em không nhớ. Em chỉ nhớ nó tên Bình thôi. Nó làm nghề pha chế cà phê. Dạ, còn một chi tiết nữa. Sau khi chị về sống chung với nó, chị có gọi điện thoại cho em, chị mời em đến dự khai trương quán cà phê của chị. Nhưng mà em không có tới. Anh biết em mà, chị dâu của mình bây giờ đi ăn nằm với người khác, làm sao đích con trời em. Mày nói là Phương cái thằng chó đó mở quán cà phê? Dạ đúng rồi anh. Có khi nào 1 tỷ? Ý anh 1 tỷ là chắc chắn là Phương đưa thằng chó số tiền nó mở quán cà phê rồi. Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà mày còn nhớ tên quán cà phê đó là gì không? Dạ nhớ chứ anh. Tên gì? Internet. Được rồi, tao sẽ tới đó làm rõ mọi chuyện. Sao rồi, có chưa? Hả, có chưa? Ra chưa? Có rồi. Nhưng mà quán này là Interpie chứ không phải là Internet. Kệ, quán gì cũng được. Sao? Đây, quán cà phê với lại ông chủ mà ông chủ đang tìm đây. Quán này cũng khá là nổi tiếng cho nên là dễ tìm. Vậy tìm xem nó được mở từ lúc nào hả? Sao? Anh chủ muốn hỏi gì? Tôi nói là tìm xem nó mở từ lúc nào, có ghi trên đây không? Có. Quán này mở cũng khá là lâu rồi. Ông chủ hiện tại sang quán, tính tới nay là cũng 9 năm rồi đó. 9 năm. Thời gian không ngắn không dài. Vậy là mày rồi, thằng khốn nạn này. Anh chưa ngủ hả? Chưa. Anh đang thử. Với lại muốn ngủ sớm cũng không được nữa. Quen rồi. Dạ. Sao vậy? Không có gì hết. Tại em thích nhìn anh lúc anh làm việc thôi. Nhìn mặt anh hề đúng không hả? Không có. Nhìn anh lạ lạ. Em nói chuyện khó hiểu quá à. Ý là anh dị lắm đúng không? Không, biến thái. Ê, em giỡn với anh thôi. Chứ mấy lúc mà anh tập trung làm việc á, nhìn anh đàn ông lắm. Nhìn những lúc kia anh đàn bà.
Nói gì vậy? Chứ em nói khó hiểu quá à. Thì ý của em là mấy lúc đó nhìn anh đẹp trai á, mệt quá, cứ bắt người ta phải nói ra mấy lời thật lòng hoài. Nên vậy em đi ngủ trước nha, anh cũng ráng ngủ sớm nha. Ngủ ngon. Dạ. Sao? Đã đạt đến độ hoàn hảo rồi phải không? Không. Không che vào đâu được. Thiệt hả? Nhưng mà khoan đã. Đó chỉ là cảm nhận của em thôi. Còn người khác nghĩ sao thì em đâu có biết. Em nè, nếu như anh nói ly cà phê này anh pha chế ra chỉ để một mình em thưởng thức thì em có tin không? Bác sĩ, giờ tôi sao rồi bác sĩ? Đợi cô ấy khỏe hơn, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Chi phí ca phẫu thuật cao không bác sĩ? 1 tỷ à? Anh không bao giờ cho không ai bất cứ điều gì. Trong cuộc đời này là con đã đến bên cha.